Chào mừng các em đã đến với trang lời giải hay.com. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em học bài trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 11, bộ kết nối tri thức với cuộc sống. Bài thứ 5 mà chúng ta được học có chủ đề nhân vật và xung đột trong bi kịch. Văn bản sống hay không sống đó là vấn đề của William Shakespeare. Trước khi đi tìm hiểu bài, chúng ta sẽ bước vào phần tìm hiểu chung. Thứ nhất, chúng ta sẽ tìm hiểu tri thức về bi kịch. Vậy các em có hiểu bi kịch là như thế nào không nhỉ? Bi kịch là một thể loại thuộc về kịch và thông qua sự dàn cảnh, luân chuyển lời đối thoại, độc thoại, hành động của nhân vật trên sân khấu, bi kịch tập trung diễn tả những xung đột hệ trọng đạt tới mức căng thẳng tột độ giữa những mong muốn, hành động cao đẹp, hào hùng của con người với những tình thế bi đát không thể đảo ngược của thực tại hay với những trở ngại tồn tại ngay trong bản tính con người. Việc thắt nút, triển khai và giải quyết những xung đột như vậy làm nên cốt truyện bi kịch. Và bi kịch thường kết thúc bằng thảm cảnh hay bằng cái chết của một loạt nhân vật. Trong bi kịch thì việc cái đẹp, cái hùng bị thất bại đã đưa đến nỗi đau khổ cùng cực. Song chính từ đó, bi kịch trở thành tiếng nói khẳng định sự bất tử của ý chí, khát vọng và chiến thắng tinh thần của con người trong cuộc đấu tranh chống lại những tình thế bi đát của thực tại và những yếu hèn của cá nhân con người. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về tác giả. Tác giả William Shakespeare sinh năm 1564, mất năm 1611, là nhà soạn kịch, nhà thơ nổi tiếng nhất của nước Anh thời Phục Hưng. Ông sinh ra và lớn lên tại thị trấn Stretford ở tây nam nước Anh trong một gia đình buôn bán len dạ. Khi mới 14 tuổi, do gia đình sa sút, Shakespeare phải thôi học. Từ khoảng năm 1585, ông lên thủ đô London kiếm sống, tham gia giúp việc cho một đoàn kịch, trở thành diễn viên nhà soạn kịch kiêm đạo diễn rồi người đồng sở hữu đoàn kịch. Những tác phẩm của ông thì để lại mang tầm ảnh hưởng lớn, những suy nghĩ và tư tưởng lớn về đất nước, về con người. Tên tuổi của Shakespeare bắt đầu được nhắc đến trong giới nghệ thuật từ năm 1592. Sáng tác của ông gồm 37 vở kịch, 4 bản trường ca và 154 bài thơ son sê. Cho đến nay thì vẫn được coi là những kiệt tác hàng đầu của văn học thế giới. Một số tác phẩm nổi tiếng của ông như là Romeo và Juliet, Vua Lear, Hamlet, Othello, v.v. Bi kịch của ông chứa đựng những suy ngẫm mang tính nhân văn sâu sắc, được thể hiện qua các hình tượng nhân vật phóng khoáng, tự do, có tính cách mạnh mẽ. Qua lời thoại sắc sảo, tinh tế, qua nghệ thuật triển khai đan xen các tuyến xung đột, các tuyến hành động kịch mang tính chất dồn nén, tập trung, Shakespeare thường xây dựng các vở kịch của mình dựa trên một số cốt truyện, truyền thuyết có sẵn, nhưng ông đã mở rộng, khơi sâu chủ đề để dựng nên những hình tượng bất tử. Bi kịch Năm Hồi Hamlet là sáng tác đỉnh cao của Shakespeare, được viết trong khoảng thời gian 1599 đến năm 1601. Câu chuyện hoàng tử xứ Đan Mạch thời Trung Cổ là Hamlet trả thù cho cha từng được ghi lại trong biên niên sử từ cuối thế kỷ 12, được Saxer Grammaticus, được François de Benfort kể lại vào năm 1576. Shakespeare có lẽ đã dựa vào bản kể này để xây dựng vở bi kịch của mình với nhiều sáng tạo. Ông đặt nhân vật vào bối cảnh hậu kỳ Phục Hưng khi lý tưởng nhân văn chủ nghĩa lâm vào tình trạng khủng hoảng sâu sắc bởi xung đột với thực tại lịch sử nghiệt ngã. Cảm quan u tối về thực tại và ý chí đấu tranh khẳng định lý tưởng nhân văn chủ nghĩa của nhân vật trong vở kịch bắt nguồn từ đó. Sống hay không sống đó là vấn đề, là màn kịch nổi tiếng nhất trong Hamlet. Nó không chỉ góp phần khơi sâu tư tưởng chủ đề của vở kịch mà còn gợi nhiều suy ngẫm về bản tính con người, về những nỗi vướng mắc tâm tư và trăn trở muôn đời của con người trong cuộc sống. Đoạn độc thoại của Hamlet trong màn kịch này đã khơi nguồn cảm hứng cho nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật đời sau. Để tìm hiểu về chi tiết văn bản, chúng ta sẽ chuyển sang phần đọc hiểu văn bản. Thứ nhất, chúng ta sẽ tìm hiểu về xung đột kịch. Vậy thì ở đây chúng ta có thể thấy là xung đột kịch ở trong tác phẩm là gì ạ? Trong văn bản cũng vẫn là sẽ xung đột cơ bản xuyên suốt từ hồi 1 đến hồi 4. Đó là xung đột giữa một bên là hoàng tử Hamlet, người đang giả diễn
để âm thầm điều tra về cái chết bí ẩn của vua cha, đòi lại sự công bằng cho ông cũng như sự công bằng trong xã hội. Với một bên chính là vua Clodius, kẻ đang dùng quyền uy và mọi cách để dò xét, đối phó, trừ khử Hamlet nhằm che giấu tội ác, bảo vệ ngai vàng, quyền uy do chiếm đoạt mà có của mình. Đây là xung đột giữa cái cao cả và cái thấp hèn. Nhân vật Hamlet và hành động, lẽ sống cao quý của nhân vật đó là hiện thân cho cái cao cả. Còn Clodius và cái triều đình của ông ta là hiện thân cho cái thấp kém, cũng là cái thấp kém của xã hội Đan Mạch đương thời. Xã hội Đan Mạch trong cái nhìn của Hamlet là mục ruỗng, kỷ cương, bằng họa nhân phẩm. Đan Mạch như một nhà tù bát nháo, bẩn thỉu, hàng vạn người mới nhặt ra được một kẻ lương thiện. Vua của Clodius và các nhân vật trong triều đình mà ông ta dựng lên đó chính là hiện thân cho thực trạng đen tối của xã hội ấy. Và một xung đột nữa mà chúng ta có thể nói đến đó chính là xung đột trong nội tâm nhân vật Hamlet, sống hay không sống, to be or not to be. Việc giải quyết xung đột này là tìm được chỗ dựa tinh thần quan trọng cho nhân vật trong hoàn cảnh Hamlet hoàn toàn đơn độc chống lại Clodius và cả triều đình và mặt trái của xã hội Đan Mạch. Những giằng xé nội tâm của Hamlet liên quan đến việc lựa chọn giữa sống và chết, giữa những thái độ sống và nhân cách đối lập, như đã nói, đó chính là xung đột trong nội tâm Hamlet. Đó là một phần không thể thiếu trong xung đột kịch của tác phẩm, cũng như là trong văn bản. Sống hay không sống đó là vấn đề. Những giằng xé nội tâm ấy một mặt là do Hamlet đang khủng hoảng về tinh thần hay đang băn khoăn, do dự. Mặt khác cùng cho thấy một nhân vật đang cố gắng để vượt qua chính mình và rốt cuộc Hamlet đã không chấp nhận lối sống cam chịu, ốm yếu, hèn mặt mà trái lại đang hướng đến tinh thần can đảm. Vũ khí vùng lên mà chống lại với sóng gió của biển khổ, chống lại để mà diệt chúng, để biến những dự kiến lớn lao cao quý thành hành động. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về các nhân vật. Đầu tiên đó chính là nhân vật vua Clodius và các nhân vật liên quan. Trong lớp kịch thứ nhất, vua và hoàng hậu tra hỏi kết quả dò xét Hamlet của Rosencrantz và Guildenstern. Vua bằng những lời lẽ đẹp đẽ bên ngoài như quan tâm đến bệnh tình của Hamlet, thực chất đó là muốn tìm hiểu nguyên nhân chứng rối loạn tâm thần của chàng. Tâm trạng bất an của vua tất nhiên càng tăng khi được biết Hamlet biết mình bị mất trí và đánh trống lảng bằng những cơn điên khôn khéo, tức là Hamlet điên rất có ý thức. Và hoàng hậu thì quan tâm đến thái độ của Hamlet với mọi người vì sợ thái độ của chàng với mình, thì biết được chàng vẫn lịch thiệp, song bên trong vẫn có vẻ gì gượng gạo. Hoàng hậu thực lòng muốn Hamlet được giải tỏa khỏi cơn rối loạn tâm thần. Rosencrantz báo cho bà biết việc Hamlet chuẩn bị màn trình diễn đêm nay, điều này cũng được Polonius xác nhận. Tất nhiên, việc Hamlet chuẩn bị cho một hành động mới làm vua tiếp tục bất an. Ở lớp kịch này thì có thể thấy Hamlet giả điên, chàng cảnh giác trước những người bạn mà chàng hiểu rõ đã thành tay sai của vua. Và với chàng thì đây là một bằng chứng về sự đảo điên của thời đại. Trong lớp kịch 2, lời thoại của vua với hoàng hậu cho biết về âm mưu do thám tình hình Hamlet qua việc bố trí nghe trộn cuộc hội thoại gặp gỡ giữa chàng với Ophelia. Vua biện minh cho hành động xấu xa của mình và Polonius bằng lời tuyên bố về vai trò của hai thám tử hợp pháp trong âm mưu này. Hoàng hậu thì đồng tình với vua, dặn dò Ophelia với hy vọng chứng điên của Hamlet có nguyên nhân ở sự thất tình. Điều này trớ trêu ở đây là Ophelia, người yêu của Hamlet ngoan ngoãn phục tùng, vô tình trở thành đồng lõa với âm mưu do thám đó. Điều này thì góp thêm một bằng chứng nói về sự đảo điên của thời đại. Trong lớp kịch thứ 3 thì lời thoại của Polonius dặn dò Ophelia không chỉ bộc lộ vai trò của hắn như kẻ dàn dựng, thực thi âm mưu của vua mà nó còn bộc lộ bản chất gian trá, sống hai mặt của hắn. Trong lời dặn dò con gái, Polonius khẳng định cách sống giả trá của hắn đã được chứng tỏ quá nhiều rồi, là cách sống duy nhất thích hợp với thời đại đảo điên. Phần cuối lời thoại của Polonius có tính chất của một lời tự thú công khai. Trong độc thoại đồng vọng của mình, vua cũng thú nhận sự xấu xa được tô son phấn điểm bằng những lời hoa mỹ trong cách sống của chính mình.
Lời than của vua về lương tâm và về gánh nặng của tội ác cũng là lời tự thú, song với tự thú với chính mình. Sự xuất hiện dày đặc của những lời thoại mang tính tự thú có thể được xem là một trong những đặc điểm của ngôn ngữ bi kịch. Trình tự diễn biến của ba lớp kịch tương ứng với sự luân chuyển lời thoại cũng được tổ chức theo hướng phơi bày bản chất của các nhân vật, từ những người bị lợi dụng đến những kẻ đại diện, tiêu biểu nhất của thời đại đảo điên, vua và tên cận thần Stasi Polonius. Hamlet tuy chưa xuất hiện nhưng các nhân vật khác đều tham gia vào việc dò xét hành động, suy nghĩ của chàng, đồng thời bộc lộ bản chất của thực tại mà chàng đang đấu tranh chống lại. Hoàn cảnh bi đát của Hamlet được tô đậm qua ba lớp kịch. Đó cũng là câu trả lời cho câu hỏi thứ nhất sau khi đọc trang 131 trong sách giáo khoa ngữ văn 11. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về nhân vật Hamlet. Đầu tiên đó chính là về tình thế của Hamlet và mục đích giả điên của chàng. Hồn ma của vua cha hiện về kể cho chàng nghe sự thật và cái chết của mình. Kẻ thủ phạm đó chính là Claudius, giết vua và chiếm ngai vàng. Và hồn ma đã đòi Hamlet phải trả thù. Từ đó lòng chàng đầy căm phẫn, ghê tởm và chán ghét cuộc đời, nhưng chàng cố gắng làm tròn bổn phận của người con trai. Lúc này thì Hamlet giả điên để che mắt kẻ thù. Kẻ thù và lũ tay sai cũng cố gắng dò xét xem là Hamlet có thật là điên khùng hay là giả tạo. Và Hamlet bắt đầu điều tra, xác minh lại lời báo mộng của vua cha. Qua cơn hoảng loạn, vua khẩn trương hành động. Hắn và tên cận thần Polonius bố trí cho tiểu thư Ophelia, hoàng hậu, lần lượt gặp gỡ Hamlet để chúng theo dò xét chàng. Với Ophelia là người yêu của mình, chàng cố gắng giả điên chót lọt, nhưng khi gặp mẹ thì Hamlet không kìm được nổi giận, nổi nóng bộc lộ tâm trạng thật của mình. Và bi kịch của Hamlet, đó là sự mâu thuẫn đối kháng giữa hiện thực xấu xa với lý tưởng nhân văn. Nhìn nhận về thực tại cuộc sống, về sự bất công tàn bạo và đầy rẫy những thủ đoạn của lòng người, Hamlet đã lựa chọn con đường cầm vũ khí đứng lên bằng kế hoạch chàng đã vạch sẵn. Việc phân tích nhân vật Hamlet đã cho chúng ta nhìn nhận được thực tế trong con mắt của Hamlet, để rồi từ đó thấy rằng trong tâm hồn của chàng toàn những đau đớn, bi quan và đầy trắc trở. Tiếp đó là lời độc thoại nội tâm của Hamlet. Sống hay không sống là hai khái niệm trừu tượng khiến cho Hamlet không biết lựa chọn ra sao. Đó là chấp nhận chịu đựng mọi thứ mà người khác gây ra, hay là đấu tranh đến cùng để bảo vệ mình mà kéo theo đau thương cho bao người khác. Hamlet cho rằng chết đáng mong muốn mà cũng là điều khó khăn buộc người ta phải ngừng lại mà suy nghĩ. Bởi vì khi chết là hết mà không còn tồn tại thể xác lẫn đau khổ, bất hạnh trong tinh thần, những hận thù cũng theo đó mà chấm dứt. Tuy nhiên thì Hamlet không muốn đem lại tự do cho bản thân mình khi mà những kẻ xấu xa, độc ác vẫn hoành hành ngoài kia, đem đến đau khổ cho người khác. Đó chính là điều khó khăn buộc người ta phải ngừng lại mà suy nghĩ. Người ta ở đây chính là Hamlet với hình tượng trượng nghĩa. Hamlet đã tự nhận thức được về nguyên nhân tình trạng do dự và không thể hành động quyết đoán của chính mình, vì anh phân vân không biết nên tự chịu đựng những bất hạnh hay là vùng lên đấu tranh giành lại chiến thắng cho bản thân mà mặc kệ những đau khổ của người khác. Và cuối cùng, khi nghĩ về cái chết, một cái chết giang dở đầy vô nghĩa, Hamlet đã quyết định biến mọi sự đau khổ thành động lực, gánh vác trách nhiệm của mình, phải tiếp tục đấu tranh chống lại cái ác, cái xấu xa, giải thoát cho một cuộc sống của con người, dù có phải tạo ra một cuộc gió tanh mưa máu, chàng cũng nhất định phải hành động, hoàn thành sứ mệnh của mình. Đó là câu trả lời cho câu hỏi thứ 6 sau khi đọc trang 131 trong sách giáo khoa. Văn bản cho chúng ta thấy sự kết hợp khéo léo giữa ngôn ngữ đối thoại với ngôn ngữ độc thoại của các nhân vật, đặc biệt là ngôn ngữ của hai nhân vật đối nghịch, Hamlet và Claudius. Đoạn độc thoại của Hamlet như đã nói, thực chất là một màn độc thoại nội tâm sâu sắc, đậm chất triết học và tính trí tuệ. Tác giả đã làm cho tiếng nói trong tâm tư Hamlet vang lên và để mở ra trước khán giả thế giới nội tâm sâu kín phức tạp của chàng. Câu độc thoại ngắn của Claudius có tác dụng lật tẩy chiếc mặt nạ được kéo xuống để phơi bày tội ác, tâm địa và cả nỗi hoang mang sợ hãi của y. Cái hay của ngôn ngữ đối thoại trong văn bản trước hết là giúp thể hiện được một cách sinh động tính cách của từng nhân vật. Claudius thì nham hiểm, Polonius thì xuân xoe vụ lợi,
Rosencrantz và Guildenstern thì hèn hạ, can tâm làm gián điệp cho nhà vua. Ophelia thì trong trắng, ngây thơ nhưng ngờ nghệch, lệ thuộc, dễ bị lợi dụng. Và không những thế, các lời thoại thể hiện được tính hành động, mạnh mẽ. Chẳng hạn như các lời thoại của Hamlet nói với Ophelia mang tính nước đôi trong hành động. Đó phải vừa là lời ngây dại của người điên khiến những kẻ nghe lén tin là Hamlet bị điên, vừa phải là tiếng nói tỉnh táo sắc bén của lương tri trong lúc giả điên để tấn công không khoan nhượng vào bộ mặt đạo đức giả của nhiều nhân vật trong triều đình của Hollywood và trong xã hội đương thời. Vì thế trong lời thoại của chàng, thỉnh thoảng sẽ có những câu rất tỉnh táo, giàu chất triết lý và giá trị phê phán. Chúng ta thấy rằng bi kịch của xung đột được thể hiện qua lời độc thoại của Hamlet, thể hiện qua sự giằng xé của bản thân giữa một bên là sống vì bản thân, một bên là sống có trách nhiệm. Thật khó là để cân bằng cả hai. Ở trong xã hội hiện đại thì xung đột như vậy vẫn còn rất tồn tại, nhiều nhưng mà nó luôn được chuyển hóa linh hoạt. Xã hội ngày càng phát triển thì con người ngày càng bận rộn và đôi khi họ không có thời gian để sống cho chính mình mà chỉ sống vì trách nhiệm. Một ví dụ điển hình có thể kể đến như những người đi làm. Có lẽ ai cũng muốn có thời gian để đi chơi, để đi du lịch, sống vì bản thân, nhưng vì họ phải lo cho gia đình, con cái nên phải từ bỏ cuộc sống theo ý mình, làm việc kiếm tiền với hy vọng về một cuộc sống khá giả hơn, con cái no ấm hạnh phúc. Nhưng đổi lại thì nó mang đến cho họ và một niềm hạnh phúc khác, đó là niềm hạnh phúc con cái mạnh khỏe, một cuộc sống ấm no và cảm thấy ranh giới vì bản thân và vì trách nhiệm dần mờ đi, bởi họ đã tìm được một niềm hạnh phúc khác. Và suy nghĩ đó sẽ giúp họ từ bỏ được một cuộc sống vị kỷ của bản thân, suy nghĩ thoáng ra và làm được nhiều việc có ý nghĩa hơn. Và để khái quát các tri thức mà chúng ta vừa học, chúng ta sẽ chuyển sang phần tổng kết. Về nội dung, đoạn trích sống hay không sống đó là vấn đề được tác giả thể hiện không chỉ nêu lên tư tưởng, chủ đề của tác phẩm, mà còn nêu lên được những suy nghĩ về bản tính của con người, những trăn trở lo âu của con người trong những cuộc sống đầy gian nan vất vả, những rủi ro vẫn đang thường trực xảy ra. Và về nghệ thuật, tác giả đã xây dựng nhân vật trong tác phẩm kịch một cách độc đáo và tinh tế. Các tình huống kịch hấp dẫn gây nên những ấn tượng sâu sắc trong tâm trí của người tiếp nhận. Như vậy thì trong bài 5, sống hay không sống đó là vấn đề, các em đã được cung cấp những tri thức cơ bản nhất, đó là tri thức về kịch. Các em hãy truy cập vào trang lờiđaihay.com để xem bài soạn chi tiết nhé. Tạm biệt các em và hẹn gặp lại ở các bài học sau. Xin chào các em.